Lệnh hồ sung Lữ Tụng Hiền từ chối phú bà, chung tình tuyệt đối với vợ dù chẳng thể có con. Lữ Tụng Hiền được nhiều người biết đến thông qua vai diễn Lệnh Hồ Sung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhưng ít ai biết nam diễn viên cũng được coi là Lệnh Hồ Sung của đời thật, chung tình tựa nhân vật này cũng vì sự chung tình ấy mà anh và vợ trải qua biến cố lớn. Nhắc đến Tiếu Ngạo Giang Hồ, người ta sẽ nghĩ ngay đến chàng lãng tử Lệnh Hồ Sung, tiêu diêu tự tại, ngay thẳng trượng nghĩa và đặc biệt si tình, được đánh giá là nhân vật hay nhất trong các anh hùng của Kim Dung nên Lệnh Hồ Sung nhiều lần được dựng lên phim. Trong số những nam diễn viên từng được hóa thân thành nhân vật này, Lữ Tụng Hiền có lẽ được đánh giá cao hơn cả. Vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Châu Nhuận Phát, Lý Á Bằng, Hoắc Kiến Hoa, Lữ Tụng Hiền được ca ngợi là Lệnh Hồ Sung kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí ở Hồng Kông, người ta còn truyền tay nhau rằng nếu như sau Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng không ai có thể là Dương Quá và Tiểu Long Nữ được nữa, thì sau Lữ Tụng Hiền cũng không còn người xứng là Lệnh Hồ Sung. Chàng Lệnh Hồ Sung khiến hàng triệu thiếu nữ si mê. Lữ Tụng Hiền là tài tử đình đám của làng giải trí Hồng Kông trong thập niên 90. Anh gia nhập hãng truyền hình ATV sau khi tốt nghiệp Học viện Diễn xuất vào năm 1989. Không giống như nhiều tài tử cùng thời khác, phải đi lên từ những vai phụ, vai cóc ké, sự nghiệp của Lữ Tụng Hiền thuận buồm xuôi gió ngay từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí. Năm 1991, chỉ 2 năm sau khi đóng phim, Lữ Tụng Hiền đã nhận được vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Quyền Vương. Thành công của bộ phim đã giúp Lữ Tụng Hiền nhận được đề cử cho giải diễn viên triển vọng tại Liên hoan phim Kim Tượng. Kể từ đó, con đường diễn xuất của Lữ Tụng Hiền được trải hoa hồng. Trong những năm nửa đầu thập niên 90, anh góp mặt trong hầu hết các bộ phim do ATV sản xuất. Năm 1995, sau khi kết thúc hợp đồng với ATV, Lữ Tụng Hiền được TVB mời về đầu quân. Chỉ một năm sau đó, anh đã được giao vai Lệnh Hồ Sung trong tác phẩm kinh điển Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thời điểm ấy, việc Lữ Tụng Hiền nhận được vai diễn lớn mà bất kỳ nam diễn viên nào cũng khao khát là điều bất ngờ với nhiều người, bởi khi đó anh chỉ là tân binh mới gia nhập TVB. Song không phụ lòng những người tin tưởng, Lữ Tụng Hiền đã thể hiện đúng khí chất ngang tàng, phóng khoáng nhưng cũng rất trượng nghĩa si tình của Lệnh Hồ Sung. Không chỉ được khán giả yêu mến cuồng nhiệt, Lệnh Hồ Sung của Lữ Tụng Hiền còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhờ thành công này, sự nghiệp của Lữ Tụng Hiền một lần nữa sang trang, anh trở thành hoàng tử cổ trang được nhiều đạo diễn săn đón, là nam thần trong mơ của hàng triệu thiếu nữ thời đó. Từ chối đại gia, bị trả thù khiến cả đời tuyệt tự. Nhưng càng nổi tiếng, cuộc sống của Lữ Tụng Hiền càng gặp phải nhiều phiền toái. Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ gặp gỡ và yêu nữ diễn viên hơn anh 4 tuổi, Mạnh Cảnh Đình. Nhưng cũng trong thời gian đó, anh lọt vào mắt xanh của một nữ đại gia giàu có và thế lực. Người phụ nữ này sẵn sàng bỏ ra 500 triệu HKD để mời gọi Lữ Tụng Hiền làm nhân tình của bà ta. Tuy nhiên, vốn tính thẳng thắn, ghét bị đồng tiền tiêu khiển, Lữ Tụng Hiền kiên quyết từ chối. Nào ngờ vì không có được tình yêu của anh nên nữ đại gia sinh lòng thù hận, bà đã cho người lái xe tông bạn gái của Lữ Tụng Hiền, Mạnh Cảnh Đình, trọng thương. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi thai nhi mới được 3 tháng trong bụng Mã Cảnh Điềm, cũng khiến Lữ Tụng Hiền và Mã Cảnh Điềm vĩnh viễn không thể có con được nữa. Đau đớn vì mất con, nhưng do khi đó không có tiền, cũng chẳng có quyền thế nên Lữ Tụng Hiền và bạn gái chỉ có thể âm thầm nén nỗi đau. Không lâu sau đó, Mạnh Cảnh Đình tuyên bố giải nghệ. Sau này, cặp đôi thành lập công ty sản xuất phim riêng, Lữ Tụng Hiền dần từ bỏ ánh hào quang sân khấu để bầu bạn bên người yêu. Cứ thế, họ gắn bó bên nhau suốt 14 năm, không đám cưới, không con cái nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Đến năm 2008, trong một lần đi du lịch ở đảo Guam, Mạnh Cảnh Đình và Lữ Tụng Hiền đột nhiên nảy ý định làm đám cưới. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, họ đưa nhau tới một nhà thờ nhỏ ở Guam rồi tổ chức hôn lễ giản dị nhưng vô cùng lãng mạn tại đây. Mối tình kéo dài hơn thập kỷ của chàng Lệnh Hồ Sung cuối cùng đã có được cái kết có hậu. Cuộc sống không con cái nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên người vợ gắn bó suốt gần 30 năm. Nhiều năm trở lại đây, người ta hiếm khi thấy Lữ Tụng Hiền xuất hiện trên màn ảnh. Ở tuổi 57, tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ gần như vắng bóng khỏi làng giải trí. Hiện tại, anh cùng bà xã Mạnh Cảnh Đình đang điều hành một công ty sản xuất phim. Sống bên nhau gần 30 năm không có con cái, nhưng vợ chồng Lữ Tụng Hiền vẫn hạnh phúc, mặn nồng. Những khi rảnh rỗi, họ thường xách ba lô đi du lịch, cùng nhau thăm thú cảnh đẹp khắp nơi, cuộc sống vô cùng tự tại, vui vẻ. Lữ Tụng Hiền tâm sự, tôi chưa từng nghĩ đến việc có con, suy nghĩ đó sẽ không bao giờ thay đổi, chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là chúng tôi không muốn có. Chia sẻ về cuộc sống riêng tư trong những năm qua, Lữ Tụng Hiền thẳng thắn cho biết ông vẫn nhận lời mời đóng phim, dù sự đón nhận từ khán giả không còn như xưa. Ông thường xuyên đi về một mình mỗi khi có sự kiện, không có trợ lý hay quản lý đi cùng, cũng không có người hâm mộ chờ đón. Nói về việc này, Lữ Tụng Hiền thừa nhận ông không phải là nam thần hay sao trẻ thần tượng của các cô gái nên chưa bao giờ nghĩ đến việc được săn đón khi xuất hiện. Ông cũng thường không mang theo nhiều hành lý mỗi khi đi công tác nên luôn tự mình làm mọi việc. Hình ảnh giản dị, lặng lẽ của Lữ Tụng Hiền khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối một thời nổi danh của ngôi sao hạng A Trung Quốc. Ngoài thời gian dành cho vợ, Lữ Tụng Hiền cũng đầu tư cho các thú vui riêng như đi phượt bằng mô tô, bơi lặn. Từ khi yêu Lữ Tụng Hiền, Mạnh Cảnh Đình cũng đam mê các môn thể thao này. Dù đã ngoài 50 nhưng Lữ Tụng Hiền vẫn phong độ khỏe khoắn, nguyên do là anh rất chăm chỉ tới phòng tập gym. Lệnh Hồ Sung chia sẻ anh đã ăn chay hơn 20 năm qua, thức ăn chay cung cấp đủ năng lượng cho anh vận động. Hôn nhân của Lữ Tụng Hiền và Mạnh Cảnh Đình rất đúng với câu nói gặp được đúng người cả đời sẽ hạnh phúc. Rõ ràng trước Mạnh Cảnh Đình, Lữ Tụng Hiền từng hẹn hò với hai mỹ nhân lừng danh là Ngô Ỷ Lợi và Vạn Ỷ Văn, nhưng cuối cùng anh lại chọn Mạnh Cảnh Đình là người để sát cánh suốt cuộc đời dù chẳng có con cái.